Minh Khoa đã cho tự do xin kính chào quý khách thính giả Sau đây là thời sự ngày 11 tháng 6 năm 2024 VAM tồn kho hơn 2.000 xe tải, không có người mua 4 chủ doanh nghiệp tư nhân ra tòa ở Hà Nội vì đưa người Trung Quốc trái phép vào Việt Nam TikTok điều chỉnh nhiều quy định để tăng kiểm duyệt nội dung chia sẻ tại Việt Nam Foxconn sản xuất thiết bị 5G cho Nokia tại Việt Nam Mưa lũ lịch sử tại Hà Giang khiến 3 người tử vong ước thiệt hại hơn 60 tỷ đồng. Truyền thông nhà nước mới đây có phóng sự cho biết nhà máy ô tô VEAM ở Thanh Hóa thuộc Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam có hàng ngàn xe tải tồn kho nhiều năm và qua nhiều lần đấu giá với giá rẻ mà không có người mua. Theo tìm hiểu của Vietnamnet, xe thương hiệu VEAM hiện còn tồn 2.622 xe với giá vốn lên tới 966 tỷ đồng. Trong số này, có tới 2.221 xe tồn từ 2017 trở về trước với giá vốn là 878 tỷ đồng. Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam VEAM có đại diện cho sở hữu là Bộ Công Thương, trong đó vốn nhà nước hơn 88% với lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ và xuất khẩu trực tiếp các loại máy động lực, thiết bị máy móc phục vụ cho các ngành nông lâm ngư nghiệp. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hôm 11 tháng 6 xét xử 7 người bao gồm 4 chủ doanh nghiệp tư nhân vì đã thông đồng đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép những người bị xét xử đã bắt đầu đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép từ năm 2022. Trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1992, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Thiên Nguyên, bị xác định là người đầu tiên kết nối với một người có tên Minh, chưa rõ nhân thân, để đưa một số người Trung Quốc đang ở quốc gia khác nhập cảnh vào Việt Nam để về Trung Quốc. Bị cáo Oanh đã kết nối với một bị cáo khác là Phạm Thị Tuyết Dung, sinh năm 1984, ở Quảng Ninh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng thịnh vượng để sử dụng danh nghĩa các công ty bảo lãnh theo diện chuyên gia. Từ đây, bị cáo Dung bị xác định đã kết nối với những bị cáo là chủ doanh nghiệp khác để ký và đóng dấu cho các tài liệu bảo lãnh cho người Trung Quốc và Việt Nam, dù các công ty này không có nhu cầu mời chuyên gia nước ngoài làm việc. Bị cáo Anh bị tuyên phạt 8 năm tù bị cáo Dung bị án tù 9 năm. Năm người còn lại chịu án tù thấp nhất là 30 tháng tù treo và cao nhất là 6 năm tù. TikTok công bố một số biện pháp kiểm soát nội dung mới với mong muốn tăng độ an toàn cho các nội dung chia sẻ trên nền tảng TikTok tại Việt Nam. Bà Nguyễn Phương Anh, đại diện bộ phận an toàn TikTok cho biết thông tin trên tại sự kiện TikTok Safety Summit 2024 tại Việt Nam trong ngày 11 tháng 6. Bà Phương Anh cho biết các nội dung dù đăng tải ở chế độ công khai hay riêng tư, khi được phát hiện vi phạm các quy tắc của TikTok sẽ được gỡ bỏ khỏi nền tảng. Ngoài ra, TikTok sẽ giới hạn độ tuổi với các nội dung không phù hợp với trẻ vị thành niên. Những tính năng cập nhật mới nổi trội của TikTok bao gồm vô hiệu hóa tin nhắn, kiểm soát tin nhắn, kiểm soát nội dung, kiểm soát bình luận và bộ lọc bình luận. Trong quý tư năm 2023, TikTok đã gỡ bỏ hơn 85,6 triệu video vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng và điều khoản dịch vụ của nền tảng, trong đó 46,8 triệu video được xóa tự động và hơn 91% video vi phạm đã được gỡ chỉ trong 24 giờ đăng tải. Theo báo cáo thực thi tiêu chuẩn cộng đồng của TikTok, Việt Nam hiện là nước có lượng người kiểm duyệt nội dung tiếng Việt trên TikTok cao thứ hai tại Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia. Nokia chọn nhà máy Foxconn Bắc Giang làm nơi sản xuất thiết bị 5G Escale để phục vụ nhu cầu tại thị trường Việt Nam và quốc tế. Ông Ruben Flores, tổng giám đốc Nokia Việt Nam cho truyền thông hay tin trên trong ngày 11 tháng 6, xác nhận dự án sẽ bắt đầu vào tháng 7 năm 2024 và tăng sản lượng từ tháng 9 trở đi. Theo hợp tác, Foxconn sẽ sản xuất sản phẩm AirScale hàng đầu trong ngành tại Việt Nam, trong đó bao gồm thế hệ mới nhất của thiết bị vô tuyến Massive MIMO AirScale. Việt Nam dự kiến thương mại hóa 5G trong năm 2024. Vào tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Việt Nam đã phê duyệt quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2050, tốc độ tải xuống trung bình tối thiểu là 100 MB trên dây cho mạng 5G. Đến năm 2030, mạng 5G phủ sóng 99% dân số. Mưa lớn trong 2 ngày 9 và 10 tháng 6 tại Hà Giang đã gây sạt lở đất. 31 tuyến đường bị ngập úng ba người chết do bị lũ cuốn, sạt lở đất. Nhiều ngôi nhà ngập lụt, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 60 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đình Hợp, Giám đốc Đài, khí tượng Thủy Văn Hà Giang cho biết, tính đến thời điểm này, lũ trên sông Lô đoạn qua thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, đã xuống dưới mức báo động 3 và trên mức báo động 2. Cũng theo ông Hợp, tính từ năm 1994 trở lại đây, thì có năm 2014 xảy ra lũ lớn. Tuy nhiên, ông Hợp xác nhận trần lũ năm nay còn hơn năm 2014, khoảng 0,4 mét. Đợt mưa lũ này không bất ngờ nhưng do nước dâng nhanh trong vòng 2 giờ nên người dân khó xoay sở. Lãnh đạo Đài khí tượng Thủy văn Hà Giang nhận định, đợt lũ về trên sông Lô qua thành phố Hà Giang là một trong những trận lũ lớn nhất trong vòng 30 năm trở lại đây. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi tin tức của RFA Tiếng Việt.